Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách kiếm tiền thụ động từ cái sàn SnapX này. Thì cái sàn SnapX này thì nó sẽ có hai cách kiếm tiền. Một là mình chơi giao dịch các sản phẩm phái sinh ở trên sàn, và cách thứ hai là mình làm về tiếp thị liên kết. Thì để biết cách làm thì đầu tiên chúng ta cần biết là cái sàn SnapX này là gì. Thì cái sàn SnapX này ấy, nó là một sàn giao dịch các sản phẩm phái sinh của tiền điện tử này. Nó cũng giống như cái sàn BitMEX và các cái sàn khác. Và ở đây nó sàn SnapX này đang có trụ sở tại các quốc gia như Seychelles này, Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam đang là quốc gia đứng thứ ba về lượng truy cập vào SnapX trong thời gian vừa qua. Và SnapX này đấy, nó có ưu điểm là cũng có nhiều ưu điểm đấy, nhưng mà mình thích là cái hoa hồng giới thiệu của nó lên đến những 60% này. Cái hoa hồng giới thiệu này là dành cho những người làm về tiếp thị liên kết, là mình có thể hưởng hoa hồng từ cái phát sinh giao dịch, là cái khi người ta chơi đó, hết phí giao dịch bao nhiêu đó, thì mình sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng từ đó và lên đến những 60%. Ngoài ra thì sàn nó có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt này, và có app trên di động, mà hầu như giờ các sàn nào nó cũng đều có app trên di động. Và nó có tính năng độc quyền là cái tính năng K-Line này. Đây là chỉ tính năng này nó chỉ dành riêng cho SnapX. Đúng, trong khi đó thì SnapX nó cũng có nhược điểm. Theo mình thấy thì nó có chỉ có 8 cặp giao dịch phát sinh với USDT, và 8 cặp đó là BTC này, ETH này, LTC này, XRP, EOS, ADA, BCH và ETC. Và một cái nhược điểm rất quan trọng của nó đó là cái phí rút của nó là rất cao. Mỗi lần mình rút tiền là mất phí những 10 USDT cơ. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cái tài khoản sàn Snap này. Để đăng ký tài khoản này thì bạn vào sign up. Chọn mã vùng đây là 84 nhé. Nhập số điện thoại của các bạn là bỏ số 0 đầu. Ví dụ số điện thoại mình là số điện thoại vậy. Rồi các bạn xem. Đó. Rồi kéo vào ô cho thích hợp. Sau khi đó thì nó sẽ gửi mã code này về số điện thoại của các bạn. Rồi chúng ta sẽ nhập cái mã code nó vào. Rồi các bạn nhập mật khẩu cho tài khoản. Như mình nhập lung tung vì mình đã đăng ký rồi. Ở đây thì nó có cái mã mời của người giới thiệu các bạn này. Thì nếu mà đăng ký theo cái link mình thì nó sẽ có mã mời ở đây rồi. Rồi sau khi các bạn nhập mã code vào, đây mình demo cho các bạn nhé. Rồi mình sẽ nhấn cái chữ Subit đây là sẽ đăng nhập thành công, tạo tài khoản thành công. Vì mình đã đăng ký rồi nhưng mình sẽ vào login luôn.
Sau khi vào thì chúng ta có thể chọn ngôn ngữ cho sàn. Các bạn dùng ngôn ngữ nào thì dùng đấy, mình dùng tiếng Việt đi cho dễ đi. Rồi chúng ta chọn biểu đồ. Ở đây có các biểu đồ như hiện 1, 2, 3 là các cái hiện chỉ số cặp phát sinh để mình chơi đấy. Thì đây mình chọn một cho nhìn cho dễ đi. Đối với cái sàn sàn 5X này đấy, nó đối thủ cạnh tranh của nó là chính là cái sàn BigMate. Thì cái sàn BigMate đấy, nó đây cái sàn BigMate này, cái sàn BigMate này đấy, nó là cái một nền tảng quen thuộc với phần lớn margin rồi, các trader. Thì điểm khác biệt lớn nhất giữa BigMate và sàn 5X là cái sàn sàn 5X này đấy, nó tạo ra được ứng dụng điện thoại này. Sàn sàn 5X này nó có ứng dụng điện thoại, là các bạn có thể chơi luôn ở trên app bằng ứng dụng điện thoại, và chúng ta không phải ngồi lì trước máy tính để chơi suốt ngày chờ đợi. Đó là cái điểm khác biệt. Và còn một lý do khác khiến Snap X này này nó tốt hơn BigMate là Snap X này nó cung cấp khả năng giao dịch ART coin, và sàn Snap X này đã được nhiều phản hồi tích cực từ những người dùng từ sàn BigMate. Thêm vào đó thì cái sàn Snap X này á, nó đem khả năng thanh khoản cao hơn so với BigMate. Chính vì vậy điều này nó sợ ở Nap X được rất nhiều phản hồi tích cực. Thì cái sàn sàn Nap X này đấy, nó dùng cái giá là từ 4 sàn, dùng 4 sàn để tham chiếu để lấy cái giá trung bình để làm cái giá phát sinh để các anh em chơi. Thì bốn sàn đó chính là Binance Coin Base, Bitfinex, Huobi. Như chúng ta đã biết thì chúng ta hay chơi ở trên các cái chơi theo exchange nhé, ở trên sàn Binance này. Thì đối với cái sàn Binance này này thì nó là một nền tảng để giao dịch tài sản. Nhưng mà cái vấn đề từ sàn giao dịch tài sản này đấy là bạn chỉ có thể vào thị trường với các mức giá mua thấp và thoát ra với một mức giá bán cao nhất có thể để chúng ta có thể lên lại. Chính vì thế với thị trường có nhiều biến động, việc thua lỗ là khó tránh khỏi lắm. Nhưng với sàn sàn 5X này ấy, chúng ta sẽ được bảo hộ dài hạn này, và mình cũng được biết cái sàn sàn 5X này ấy, nó không chỉ là một sàn giao dịch, sàn không cung cấp giao dịch trực tiếp giữa các người dùng với nhau, mà là cung cấp một nền tảng cho phép người sử dụng dành cho người sử dụng đánh long và short. Và điều đặc biệt là sàn 5X này ấy, nó chỉ thu phí một lần, không như BigMax những hai lần. Vì sàn sàn 5X này ấy, muốn công khai minh bạch để cho người dùng biết khi trước khi chốt lệnh thì mình phải trả tổng mất bao nhiêu phí. Đây ví dụ như là mình khi các con bạn đăng ký tài khoản xong đó, thì nó sẽ cho bạn một tài khoản demo. Ví dụ đây đang là tài khoản thực thì mình không có nạp tiền này, thì nó không có đồng nào này, thì các bạn nhấn đây này để sang tài khoản demo. Cái tài khoản demo này đấy, sàn ấy sẽ cho bạn là 10k USDT, là 10.000 đô đó, để các bạn có thể chơi trải nghiệm thử với sàn này.
Các bạn nên chơi thử ở sàn để có kinh nghiệm, có thứ để trải nghiệm cái sàn này nó như thế nào. Như mình thì cũng đã trải nghiệm này, mình mới đánh có vài lệnh thôi, từ 10.000 USD này mình đã đánh thắng lên 19.000 đô này, cũng lời được 9.000 rồi. Đấy là mình đánh mà chắc là do mình đánh hên nhé. Thì cái để đánh nhá, ví dụ giờ giá đang đang ở mức này đi, giá đang ở tầm mua vào là 7.907 đối với BTC trên USDT nhá. Thì nếu mà chúng ta dự đoán giá của nó sẽ đi lên thì chúng ta mua đánh lên nhá, mua đánh lên mà chúng ta nhập cái số tiền để vào lệnh này, thì chúng ta muốn vào lệnh 1.000 đi, lấy 1.000 đô này và sử dụng đòn bẩy, 70x này, 25x này, 50x và 100x. Thường thường thì mình sử dụng đòn bẩy 25x này. Thì khi các bạn vào lệnh 1.000 đô thì nó sẽ thu phí của bạn là 36 đô này. Mà mình cũng nhắc là khi đó, khi các bạn làm về cái thị liên kết đó, thì bạn giới thiệu người ta ấy, người ta chơi ví dụ chơi một lệnh này 1.000 đô này và mất phí 36 đô này, thì các bạn sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng từ cái phí này này, từ phí 36 đô này đó. Thì đối với các bạn chơi ấy, thì các bạn chỉ việc là nhập số tiền và đánh theo hướng lên hay xuống thôi đó. Đây là bán ra thì đánh xuống này. Nếu mà dự đoán cái đồng tiền này nó sẽ xuống giá này trong tương lai này thì đánh xuống này, còn nếu dự đoán nó lên này thì lại mua vào này. Đấy, lệnh mình là 1.000 này và những mua vào đánh lên này phí 36 đô này, tổng mình phải trả là 1.036 đô này và những xác nhận. Như thế là lệnh của chúng ta đã được thành công. Khi lệnh bắt đầu mình vào đó, đây là chỗ mở đây. Là lệnh lúc mình vào là giá của nó đang là 7.902 đô đây. Nếu mà cái giá của nó mà lên 8.534 đô này thì nó sẽ tự cắt đóng lệnh cho bạn, để cắt lãi cho bạn luôn. Nếu mà cái giá này nó tụt xuống 7.649 này thì nó cũng sẽ tự dừng lệnh cho bạn để tránh bạn tổn thất nhiều tiền. Và khi lệnh đang chạy đó, ví dụ đang lệnh đang ban đầu là mình vào lúc 7.900 này thì giá mình đánh lên đó, thì giá nó lên ví dụ là bây giờ đang là 7.903 này, là mình cũng mới lệnh cũng đang ngang ngửa nhau thôi. Ví dụ cái chỗ này là nó lên 8.000 bao nhiêu đấy, mình thấy lãi đó, lãi thì mình có thể đóng lệnh luôn, đây chữ đóng thế này là mình có thể chốt lời luôn. Đấy là hướng dẫn cơ bản cho các bạn nào muốn chơi đó, nhưng mà mình khuyên là các bạn cũng không nên, tại vì này, cái này nó cũng rủi ro lắm. Còn phần thứ hai này là mình làm về các bạn không chơi này, là các bạn làm về tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết là như thế nào thì các bạn vào mời bạn bè này. Mời bạn bè thì các bạn dùng cái liên kết đăng ký này, mời người ta đăng ký theo link của bạn. Thì khi mời đó, các bạn sẽ người ta đăng ký theo link của bạn thì các bạn sẽ được tăng cái level giới thiệu. Ví dụ đây bạn mời được một người thì bạn là được level 1. Lên level 1 thì các bạn sẽ được hưởng 20% trực tiếp. Là cái người bạn mời ấy, nếu mà đi chơi đó
chơi thì cái phí người ta giao dịch bao nhiêu, ví dụ nãy là cái phí phí của 1.000 đô đó là 36 đô thì các bạn sẽ được hưởng 20% trực tiếp này này. Mà cái người bạn mời đấy mà đi giới thiệu người khác chơi đấy thì bạn lại được 2% của cái người đó. Nói chung là khi đi mời đấy thì các bạn mời ai cũng được, mời đối tượng chơi hay không chơi cũng được, mà đối tượng không chơi thì các bạn mời nhiều vào. Đây, khi bạn mời lên tới 150 người thì các bạn sẽ được lên level 5 và được hưởng trực tiếp là 38% từ người bạn mời chơi, được hoa hồng 38% và được gián tiếp là 10%. Các bạn cứ mời nhiều người vào để tăng được cái level này, biết đâu là sẽ có người đăng ký theo link của bạn chơi, hoặc là cái người sau của cái người bạn mời ấy cũng theo cái link của người bạn mời đấy, người ta giao dịch thì các bạn cũng được cái hưởng cái phần trăm này này, phần trăm thứ hai là tầng thứ hai này này đó. Thì cái này bạn các bạn mời nhiều vào nhé để tăng level, ví dụ đây mình mới mời được 2 người này và chưa có ai chơi này nên mình chưa được được đồng nào luôn đấy. Để khi bạn mời đấy thì cái liên kết này nó dài lắm, nó quá dài đi, thì các bạn nên rút gọn cái link này đi. Thì các bạn lấy cái link này này, các bạn sang Bit.ly này, vì cái này mình hay dùng. Các bạn tạo một cái link ngắn này, để các bạn bắt vào đây thôi và click thôi đó. Thì khi tạo xong thì các bạn lấy cái link này đi chia sẻ lên các cái nhóm kiếm tiền hay giới thiệu bạn bè để người ta đăng ký theo cái link của bạn để tăng được cái level giới thiệu. Mình chỉ làm về cái tiếp thị liên kết thôi, vì cái tiếp làm về cái tiếp thị liên kết đây thì mình không bỏ vốn ra mà mình vẫn kiếm được tiền đấy. Nhưng mà khi bạn giới thiệu đấy người ta không chơi thì các bạn không được tiền đâu nhé, hãy có người chơi thì các bạn mới được tiền, không như các sàn khác là các bạn mời người ta đăng ký theo liên kết của bạn thì người ta sẽ cho đồng coin hoặc cho tiền bạn, nhưng cái sàn này thì không, bắt buộc là bạn phải mời được người ta giao dịch ở trên sàn và mình sẽ được hưởng cái hoa hồng phần trăm từ cái phát sinh giao dịch phí của người ta đấy. Thì nếu mà những bạn nào muốn chơi đấy thì các bạn vào chỗ tài sản này này, vào nạp tiền này này, cái nạp tiền này thì cái này bạn có thể gửi vào bằng USDT hoặc là Bitcoin nhé. Thì các bạn sao chép cái địa chỉ này rồi chuyển tiền vào. Lưu ý với các bạn là cái địa chỉ này đấy là các bạn nạp vào phải lớn hơn min người ta nhé, là các bạn gửi vào min nhỏ nhất là 50 USDT này và đối với Bitcoin thì là 0,002 Bitcoin. Thì để gửi vào thì các bạn nhấn sao chép địa chỉ và sang cái nơi bạn có những tiền này đang đựng tiền này này thì các bạn nhấn vào để gửi thôi. Ví dụ đây là cái tài khoản sàn theo hút của mình này, ví dụ BTC đây thì mình nhấn rút rút để chuyển tiền vào sàn rồi mình dán cái địa chỉ sàn vào đó, thì cái số tiền này mình cũng không đủ để chuyển đâu. Và những cái nhóm này là 0,002, ví dụ là cái mình nhỏ nhất của nó ấy.
và nhấn xác nhận thôi. Hoặc không, các bạn có thể dùng cái sàn, đó là sàn Zemitano này. Mình cũng hay dùng cái sàn này. Cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể chuyển bằng USDT hoặc là Bitcoin nhé. Với cái Bitcoin bên này cũng vậy, thì các bạn nhấn vào rút tiền. Và nhấn địa chỉ địa chỉ ví sàn vào đây. Đó. Và nhập xuống cái số lượng ví dụ 0,002 vậy. Đó, rồi nhấn gửi thôi, tại vì đây mình số dư của mình không có này. Nên mình không gửi được. Đó. Đấy, hướng dẫn cơ bản để các bạn gửi tiền vào thôi. Đối với rút tiền thì rút tiền trên sàn thì nó cũng vậy. Đây. À, mình quên là nhắc các bạn là mình có thể gửi cả đồng ETH vào nhé. Đây, bên này là mình có thể gửi ETH và USDT theo giờ C20 đấy nhé. Và min của nó cũng là 50 USDT này. Và min nhỏ nhất của ETH là 0,1. Đó. Vậy mà các bạn cũng nhấn sao chép này thôi. Và sang bên này gửi thôi. Và chọn ETH. Đây. Chọn nhấn vào chữ rút này. Và nhấn ví nó vào, địa chỉ ví nó vào. Rồi nhập số lượng. Và nhấn xác nhận là gửi thì nó sẽ chuyển sang sàn này. Ví dụ mình nạp bằng Bitcoin hay ETH thì cái tiền nó qua cái ví này đấy, qua sàn này thì nó sẽ tự động chuyển thành USDT nhé. Sau khi nó theo cái giá thị trường này. Ví dụ là gửi các bạn gửi một Bitcoin vậy thì giá giờ nó đang là 7.000 này, 7.800 này, USDT này, thì nó sẽ tự động chuyển cho bạn vào cái chi tiết vốn này này là 7.800 USDT vậy. Nó sẽ nằm trong cái số tổng tài sản đây của bạn, nó sẽ vào đây luôn để cho các bạn có thể đi chơi luôn. Các bạn làm cái này yên tâm nhé, vì cái này đó nó người ta đã rút được tiền. Nếu các bạn nào cần bằng chứng rút tiền á, hay là muốn hỏi về cái gì thì có thể liên hệ mình, inbox trực tiếp mình trên Facebook hoặc là Zalo. Thì cái này phải làm ấy, làm nó mới có tiền ấy. Giống như cái kèo bờ dây trước mình chia sẻ thì cũng có rất nhiều người đã kiếm được tiền, có rất nhiều người đã nhận được tiền. Kèo này cũng là kèo miễn phí thôi. Đó, mình cũng đã viết này, mình đã chia sẻ kèo bờ dây cho các anh em thành công này, và nhiều anh em đã kiếm hàng trăm triệu, tiền tỷ cũng có này. Rất nhiều người đã kiếm được tiền từ cái kèo này. Thì đối với cái kèo SnowX này này, các bạn làm ấy, chỉ cần có người chơi á thì cũng sẽ kiếm được nhiều tiền. Nên các bạn hãy cố gắng này, mời lấy link chia sẻ lên các nhóm kiếm tiền, mời bạn bè. Cứ làm đi nhé, tại vì người ta không chơi cũng được, các bạn cũng sẽ được cái tăng level này là sẽ được hưởng hoa hồng theo phần trăm cái level của bạn mời. Đối với những người chơi đấy thì mình nói về chút cái chỗ để mình nhận điểm cái snap. Đây cái snap này này. Cái snap này này dành cho những anh em nào muốn chơi đó. Thì cái snap này sẽ được quy đổi thành USDT này. Là khi bạn làm nhiệm vụ trong này này. Ví dụ đăng ký thành công này, các bạn sẽ được 300 snap này. Submit email được 300 này.
Cái này bạn mời bạn đặt hàng là đặt lệnh thành công một lần là sẽ được 500 này, mời ba người sẽ được thêm 600 này, xác minh thì được 600. Các bạn làm trong nhiệm vụ này và đăng nhập điểm danh hàng ngày thì cũng sẽ được điểm snap này, thì 100 snap mỗi tuần. Sàn sẽ cho các bạn đăng nhập vào rồi điểm danh là sẽ được 100 snap mỗi tuần. Và cái điểm snap này là 10.000 snap tương ứng với 100 đô. Thì cái điểm snap này để làm gì? Thì khi các bạn chơi đó, đây, ví dụ mình nói, cái chỗ này. Thì khi các bạn chơi đó, thì nó sẽ có cái chỗ phí đó. Ví dụ phí là, thì khi các bạn dùng tài khoản thực đó, các bạn chơi ấy, thì nó sẽ mất phí. Thì cái điểm snap ấy đó, nó ví dụ là 10.000 snap bằng 100 đô đó, thì các bạn có thể, đây, cái phí chỗ này là 13,5 đô này, thì các bạn có thể dùng cái điểm snap đó để thay vào cái phí, thì các bạn đỡ phải mất tiền mặt trong này để trả phí cho nó. Thì cái kèo này đấy anh em nên chia sẻ mạnh, đừng chần chừ nhé, tại vì cái kèo này nhiều người đã kiếm được nhiều tiền phết ạ. Có gì chúc anh em kiếm được nhiều tiền từ sàn SnapX. Có vấn đề gì thì cứ inbox qua Facebook hoặc là Zalo cho mình nhé. Nhớ nhớ là vào chỗ mời bạn bè này. Lấy cái link này hoặc là mã mời này, rồi đi rút gọn link này, đi tạo link này, rút gọn này, copy cái link rồi đi chia sẻ nhé. Những anh em nào mà chưa có cái sàn để giao dịch bán, ví dụ đồng USDT ở bên này này, cái đồng USDT này mà các bạn muốn bán đổi ra tiền Việt thì các bạn có thể đăng ký hai cái sàn sàn Finhub hoặc là Zemitano để có thể bán ra luôn tiền Việt đó. Ví dụ là các bạn có Bitcoin, ETH, USDT này là các bạn có thể bán luôn. Ví dụ Bitcoin các bạn có thể bán luôn này đó, ví dụ một Bitcoin bây giờ đang bán là 179 triệu này, 449 ngàn này, thì các bạn có thể bán rồi chuyển thẳng về tài khoản ngân hàng của các bạn. Nếu các bạn chưa có cái sàn này thì mình sẽ để link liên kết ở trong phần mô tả cho các bạn đăng ký. Theo mình khuyên, theo mình dùng đó, lâu dài mình thấy cái sàn Facebook này đấy phí nó rẻ hơn cái sàn Zemitano đây nhiều nhá, rẻ hơn rất nhiều. Và đặc biệt là khi các bạn đăng ký theo cái link của mình á thì các bạn sẽ được giảm 20% phí nữa. Ví dụ cái phí này đấy nó là nó lấy 0,5% này, thì các bạn đăng ký theo link của mình thì các bạn sẽ được giảm 20%, thành phí chỉ có 0,4% thôi. Rồi, thế là mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn có vấn đề gì thì cứ liên hệ cho mình nhé.